1 tặng 1, mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 1. Sản phẩm số 1 dành cho thợ nail giải độc cơ thể, giúp trắng da và loại bỏ các đốm lão hóa vì ảnh hưởng hóa chất trong nghề nail, với hàm lượng fucoden chiết xuất từ tảo nâu tươi và bào tử nấm linh chi kết hợp với bào tử nấm thái dương. Mekabu của Forever Biomore là một sản phẩm cao cấp nhất thị trường hiện nay, giúp đào thải độc tố trong cơ thể, ngăn chặn mầm móng ung thư, đồng thời giúp tăng cường đề kháng chống lại mệt mỏi. Hãy gọi 1888 933 7624. Forever Biomore xin hân hạnh giới thiệu sản phẩm Biomore Silk Cream với chiết xuất từ sợi tơ tự nhiên và các tinh chất thực vật. Các tinh chất này thấm sâu vào da, làm da mềm mại và láng mịn, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa và mang lại một làn da mượt mà như lụa. Sử dụng 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối. Sau 30 ngày, quý vị sẽ thấy kết quả rõ rệt trên làn da của mình. Gọi ngay cho Forever Biomore 1888 933 7624. Tình là tình nhiều lúc có như không. Thưa quý vị, Mỹ Lan là một ca sĩ, thành ra bảo vệ phổi là một cái điều rất là quan trọng. Và Mỹ Lan đã có một cái bí quyết rất là đặc biệt, đó là Mỹ Lan chọn Protect Lung để mà bảo vệ các lá phổi của mình. Protect Lung, theo nghiên cứu khoa học, các hợp chất của Protect Lung giúp ngăn chặn các virus đường hô hấp, hỗ trợ các chức năng phổi và hệ thống miễn nhiễm. Liên lạc Mỹ Lan 714-330-1437. Từ vàng đã được sử dụng trong việc làm đẹp từ rất lâu đời. Nắm bắt được nhu cầu thiết yếu đó, công ty Forever Biomore cũng đã cho ra đời sản phẩm làm đẹp cao cấp Amber Gold với chiết xuất từ vàng 24 carat. Sự dẫn điện tuyệt vời của vàng giúp kích thích và vận chuyển các dưỡng chất đến khắp làn da, phục hồi các vết nhăn lên đến 54%. Qua đó, quý vị sẽ có một làn da căng bóng và mịn màng. Gọi ngay cho Forever Biomore 1888 933 7624. Vì sao tuổi thọ của người dân ở đảo Okinawa lại cao nhất nhì thế giới? Rất đơn giản, bí mật ở đây chính là Fucoiden. Công ty Forever Biomore này mang đến cho quý vị giải pháp của sự trường thọ qua sản phẩm Amino Fucoiden Drink với 3 thành phần chính gồm nấm linh chi, nấm Agrius và nhất là Fucoiden. Amino Fucoiden Drink
là một tấm khiên vững chắc bảo vệ quý vị khỏi các chứng bệnh ung thư, qua đó kéo dài tuổi thọ. Hãy gọi Forever Billmore 1-888-933-7624. Dòng nhạc Trần Thiện Thanh với Mỹ Lan và bạn hữu. Mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 1. Sản phẩm số 1 dành cho thợ nail giải độc cơ thể, giúp trắng da và loại bỏ các đốm lão hóa vì ảnh hưởng hóa chất trong nghề nail, với hàm lượng Fucoden chiết xuất từ tảo nâu tươi và bào tử nấm linh chi kết hợp với bào tử nấm thái dương. Mekabu của Forever Billmore là một sản phẩm cao cấp nhất thị trường hiện nay, giúp đào thải độc tố trong cơ thể, ngăn chặn mầm móng ung thư, đồng thời giúp tăng cường đề kháng chống lại mệt mỏi. Hãy gọi 1-888-933-7624. Forever Billmore xin hân hạnh giới thiệu sản phẩm Billmore Siêu Cream. Dòng nhạc Trần Thiện Thanh với Mỹ Lan và bạn hữu. Chào mừng quý vị đến với chương trình Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh tập 2, phần 2 chương trình của chúng tôi với nữ hoàng kích động nhạc Mai Lê Huyền và nam ca sĩ Đào Anh Tuấn và cây đàn Mai Ký Dũng. Trở lại phần 2, một quý vị thưởng thức nhạc phẩm của Trần Thiện Thanh, Tuyết Trắng, gửi đến cho các anh không quân của chúng ta. Anh buồn lắm, đã hẹn nhưng chẳng thấy bóng anh sang. Khi nắng công trường soi bước em, khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ thương, khi đường bay chờ anh tung cánh sắt. Đây áo bay màu xanh, xanh như tình ai. Thắt lại khăn đắm chính em đang. Khi gió quay cuồng sau cánh bay, con tàu thép gầm cho tim ngất ngây. Phi đạo chạy dài anh cất cánh bay lên. Là nghiêng cánh chim con tàu sẽ chơi, rời xa thành phố rồi. Mây đang thấm thấp, mây đang lụt trắng,
mây pha màu nắng. Vượt cao vút cao, mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần. Phía tới xin nhuộm trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương. Khi nắng chiều đi không gian chợt tối, xóa nhòa vùng tuyết trắng mong manh. Anh ước sao mình như tuyết trinh, cho dù chúng mình không gian cách chia, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm. Tuyết trắng một sáng tác của Trần Thiện Thành với tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Lệ Huyền. Anh biết chiều nay em anh buồn lắm, em anh buồn lắm. Đã hẹn nhưng chẳng thấy bóng anh sang. Khi nắng công trường soi bước em, khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ thương, khi đường váy chờ anh tung cánh sắt. Đầy áo bay màu xanh, xanh như tình ai. Thắt lại thân ấm chính em đan. Khi gió quay cuồng sau cánh bay, con tàu thép gầm cho tim ngất ngây. Đi đạo trải dài anh cất cánh bay lên. Ngàn yêu cánh chim con tàu sẽ trời rời xa thành phố rồi. Mây rất thấp thấp, mây đan lụa trắng, mây pha màu nắng. Vượt cao vút cao, mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần. Tuyết ơi chi nhiều trắng trong tâm hồn con gái nhỏ tôi thương. Khi nắng chiều đi không gian chợt tối, xóa nhòa vùng tuyết trắng mênh mông. Anh ước sao mình như tuyết trinh, cho dù chúng mình không gian cách chia, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm. Anh ước sao tình mình như tuyết trinh, cho dù chúng mình không gian cách chia, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm. Trần Thiện ngồi cười hoài nha. Thấy Mai Lệ Huyền hát lên không nổi, cứ ngồi cười chọc tức phải không? Trời, lâu lắm rồi anh mới gặp chị Mai Lệ Huyền phải cười chứ, thấy sung cười, lên không? Cười chọc tức, thấy Mai Lệ Huyền nay quậy hết nổi. Cáo lỗi đến quý vị và các bạn nha, là tại vì nãy mình phải ngưng chương trình lại để mà mình set up lại, tại vì không biết tự nhiên internet mình nó bị yếu. Thành ra đang live giữa chừng rồi nó bị cúp ở bên YouTube. Thành ra là phải làm lại, thành ra vừa phải cắt bớt mấy cái camera. Đúng thành ra rồi. Là chương trình mình là bị thiếu camera, không sao, nhưng mà miễn làm sao chương trình mình vẫn tiếp tục vẫn được đẹp, vẫn Chúa đẹp rồi. Và vẫn thành ra là chúng ta đã trở lại. Xin lỗi các bạn nha, các bạn ơi, các bạn nào mà đã vào rồi thì một lần nữa xin lỗi các bạn, và cũng cảm ơn các bạn vẫn giữ chương trình này để trở lại phần 2 với tiếng hát của nữ danh ca Mai Lệ Huyền cũng như anh Đào Anh Tuấn. Trâm Đỗ nè, Trâm nói rằng là wow, lâu lắm nay con mới thấy cô, hồi đó cô hát mấy bài hay không à, number one. Con bây chúc cô thật 10. Nhiều sức khỏe và đẹp mãi mãi. Thank you con. Chị Mỹ Hoa thả tim quá trời luôn. Tặng hai chị trái tim nè, Tuyết Anh nè, ca sĩ Sơn Ca. Vậy chị em mình kết bạn Facebook nhé, vào đi chị, add friend với em nha. Chị okay. Sơn Ca đó. Chị Mai Lệ Huyền có Facebook là Mai Lệ Huyền mà. Dạ có. I'm
có làm bạn. Mà không bao giờ check. Ai muốn làm bạn chị Mai Lê Quyền là phải vào, phải add friend với chị Mai Lê Quyền nha. Dạ, dạ, ok. À, rồi Trâm Độ Trâm nói rằng là hồi đó cô hát mấy bài tuyệt vời luôn, bây giờ vẫn còn nhiều người vẫn còn ái mộ chị Mai Lê Quyền rất là nhiều. Và ở trong cộng đồng của chúng ta, cứ mỗi lần mà chị Mai Lê Quyền đi đến đâu là mọi người cũng rất là yêu thích chị. Trong suốt mấy chục năm, từ trước năm 75 cho tới bây giờ, vẫn được cái sự thương mến của khán thính giả, thì tâm trạng của chị như thế nào? Hẳn nhiên là Mai Lệ Huyền rất vui và rất cảm ơn quý vị lúc nào cũng còn yêu quý Mai Lệ Huyền. Mai Lệ Huyền cố gắng, nhưng mà cái tuổi thì bây giờ quý vị biết rồi đó, trở trời mưa nắng bất thường, không có thể nào mà control nổi như ngày hôm nay đó. Chị chỉ muốn nằm ngủ thôi, nhưng mà vì Mỹ Lan chị dáng ngồi dậy mà make up. Mà bình thường đó Mai Lệ Huyền make up chừng 20 phút thôi, mà bây giờ phải một tiếng đồng hồ mà cũng trật ruột chưa được. Không, dạ. Vẫn xinh đẹp như tại thường. Vì ngồi vẫn không nổi, dạ. Ở nhà thì cứ nằm thôi, dạ. Em biết rằng là các bạn biết hôm kỳ trước á, khi mà chương trình Mượn bắt đầu đó, thì em nhớ em có gọi chị Mai Lệ Huyền, yeah. Chị Mai Lệ Huyền nói em ơi bây giờ lúc đó nó dịch bệnh nó còn đang cao quá, tại đúng em rồi. Nói em ơi bây giờ chị không đi ra, dám đi ra ngoài đường, đúng. Thì bây giờ ở bên Mỹ mình thì bây giờ là mọi thứ nó đã thôi như chích rồi thì được. Bây giờ chích là hết rồi. Yên chí một tí, yeah. Em mới chích mũi thuốc đầu tiên nè, trời ơi cái tay em vẫn còn nhức nè, giỏi quá vậy. Dạ, mới hả? Chích hả? Wow, mới chích mà hát như là em được cái nó không có hành em, yeah. Thường ta nói là mình chích ngừa vô nó hành mình dữ lắm, mà sao mà tạ ơn Chúa ra mà em không có bị hành, có cái cánh tay mới bị nhức. Nó nhức nhưng là... mà Mỹ Lan so lucky hả, cái giọng, dạ. Cao, cái giọng cao ít có bao giờ bị tắc với rè lắm. Dạ. Có chứ, nhưng mà lại trời thương rồi mình vẫn giữ được cái làn giọng vẫn nhận. Nhưng mà những lúc mà Mai Lệ Huyền mà không bị thì là nẹt tới đâu cũng không tắc. Đây nè. Nhưng mà khi tắc rồi là không nẹt được nữa. Không sao rồi chị, mình phải tạ ơn trời Phật, mình phải tạ ơn là mình tới bây giờ chị Mai Lệ Huyền vẫn còn xuất hiện, đó là cái niềm vui và hạnh phúc của mỗi người ca sĩ của chúng ta. Hà Trần nói rằng là chào chị, chúc cho cô Mai Lệ Huyền luôn mạnh khỏe, yêu cô nhiều lắm. Thank you, thank yêu you chị rất hết. Nhiều. Kim, yeah. Kim nói rằng là cô Mai Lệ Huyền lúc nào cũng tươi như hoa. Tươi lắm, nhưng mà ngày hôm nay thì muốn khóc. Không tại sao vì, tại vì hát không được, buồn nè, quá. Khán giả chúc cho chị mau khỏe mạnh nè. Raina ơi, Raina nói rằng là Raina và ông Scott, ông xã là khen chương trình của Mỹ Lan lần đầu tiên, ông xã mình vào xem đó, xui quá nửa chừng bị cúp, bị yếu internet mình bên không biết tại sao, yeah. Không biết là sao mà mỗi lần nó bị đó, tự nhiên bữa nay nó bị yếu đi, thành ra lần nãy mình phải tạm ngưng, mà không sao. Quý vị phải canh đều đều mỗi tuần thứ hai, dạ. Là đều có những dòng nhạc rất là tuyệt vời, mà chính Mai Lệ Huyền cũng canh nghe nữa. Nhưng mà chị Mai Lệ Huyền á, cái thể loại nhạc Trần Thiện Thanh chị không có hát nhiều, dạ, nhưng đúng. Mà chỉ có một vài bài mà tiêu biểu mà sống động thì Mỹ Lan đấy, dạ, chị Mai, dạ. Lệ Huyền hát đi nha, để cho nó vui với nhau. Nói thiệt đó nha, Mỹ Lan đưa cho Mai Lệ Huyền mấy bài mà từ hôm nay có tập được đâu, bệnh nằm không à, rồi hôm qua Mỹ Lan kêu nhắc thì chị Mai Lệ Huyền đi bác sĩ đó, để cho làm sao cho nó bớt có khang tiếng đó. Rồi bây giờ để Mỹ Lan coi nè. Hà Trần lá ô, Hà Trần ở Phần Lan lẫn đó. Wow, ở Phần Lan vẫn còn xem ở chương trình của mình. Giờ này mấy giờ bên đó? Tối lắm rồi. Thúy Hoàng nói rằng là Mai Lệ Huyền trẻ mãi không già, chúc mừng nhé. Cảm ơn em. Chị Raina nói là Scott cũng ngồi chờ để xem đến chương trình lần 2 nè. Wow, cảm ơn Raina nha. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn vẫn giữ chương trình này, hồi nãy bị cúp Mỹ Lan buồn chết luôn, không biết là có live được không, yeah. Mà may quá anh Long với anh Thiện đã cố gắng like lại cái chương trình phần 2, nếu không là buồn lắm đó. Trời ơi, behind the scene thấy mấy ổng đổ, yeah. Mồ hôi tội nghiệp á. Trâm Đỗ nói nè, hồi đó con mới 20 tuổi, 20 mấy tuổi, à mà đi ngang qua quán cà phê nào cũng mở mấy bài của cô hết trơn, rất là thích, yeah. Nghe. Thank you. Rồi Trần Hương nói là chị Mai Lệ Huyền hồi đó hát với chú Hùng Cường đó, đúng rồi. Quý Huỳnh nói rằng là chị Mai Lệ Huyền ơi, kể một câu chuyện nhỏ ngắn gọn với Nhật Trường đi chị, em đợi đây nè. Nhật Trường thì quá nhiều, cứ đi là cứ bị người ta đè. Đè vụ gì? Đánh với lại tấn công ổng, ổng ghét lắm, đi gần Mai Lệ Huyền ổng nói thôi lần sau là Mai Lệ Huyền đi, ông Hùng Cường hay ai là nhào vô chứ còn không có tôi đâu.
Tại sao vậy? Phải làm bodyguard. Đúng rồi, tại vì họ tấn công ổng nhiều quá, ổng cũng mệt đó. Dạ, thành ra là thì có chứ, chị mà xuất hiện ở đâu là chỗ đó phải nổi loạn. Thật ra là anh Nhật Trường, là anh Dương Khánh này kia là phải bảo vệ cho chị đó, phải không? Cũng đó, rất là vui. Nhưng mà sau năm 1993 anh Nhật Trường qua Mỹ. Dạ. Thì khi mà chị gặp lại anh có kỷ niệm nào đi ăn chung không? Ôi trời ơi, là đến ăn nhậu ngày đó là chị Nam Trân tổ chức, nghĩa là y xèo, lúc nào cũng chiều tới là cơm nước ăn nhậu vui lắm. Thành ra tụi chị là rất là thân với anh Nhật Trường là vậy. Lúc sau này Dạ vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi bây giờ để chúng ta trở lại chương trình nha. Bây giờ để trở lại chương trình thôi, để em đi nãy Mỹ giờ là đi, em hát bài nha bài, dạ. Em cũng rất là thích một cái nhạc phẩm của anh Nhật Trường. Bản nhạc có một cái tên rất là ngắn gọn. Chị biết không, khi mà anh sang Mỹ đó, là anh sang Mỹ đó là anh có sáng tác thêm một số tác phẩm mà cũng một rất là ngắn gọn, như là anh viết bài Nhớ nè, trong tương lai thì em sẽ hát cái bài Nhớ nè, một chữ. Còn bây giờ Mỹ Lan cũng mời quý vị thưởng thức một cái nhạc phẩm cũng một chữ một thôi. Yêu. Wow. Nhưng mà thường thường cái nhạc phẩm này đó chị, Mai Lê Huyền, mà nhiều người là hát theo kiểu lãng mạn trữ tình lắm. Nhưng mà lúc nãy á, Mai Trí Dũng bảo em là ô bây giờ nè chị hát êm dịu đi, em đàn cho chị hát. Nhưng mà Mỹ Lan mới nói với Dũng là Dũng ơi, chị không, em giống chị Mai Lê Huyền là em thích hát những cái loại nhạc mà nó sôi động, nó vui. Chứ còn nếu mà hát nhạc mà nó trữ tình lãng mạn là không hợp với em lắm. Em là thích những loại nhạc như chị Mai Lê Huyền. Thôi thì chúng ta thay đổi một cái giai điệu chút xíu. Dĩ nhiên bản nhạc Yêu nó rất là lãng mạn trữ tình, nhưng mà thôi bây giờ mình theo một cái điệu nhạc điệu khác nha, với tiếng đàn của Mai Trí Dũng. Mời quý vị thưởng thức Yêu. Nhạc cha đó chị Văn Huyền. Swing ha. Swing cha đó. Nhạc cha đúng rồi. Sảy. Định nghĩa được tình yêu. Lòng yêu thì cho mà đâu biết nhiều. Thật vậy đó. Yêu như khung trời bao la, yêu trông như dòng suối vang, hãy yêu là nên cay đắng. Ngắt nụ hoa vàng biết rằng mình yêu, mềm hương nắng chiều. Em ơi đêm nào vắng gió, đôi tim non vừa mơ ngó, nhớ hỏi lòng mình thức hay mơ. Yêu phải chăng rất mộng thơ, tìm không thấy nhưng không xóa mờ. Yêu phải chăng là hương gió ngàn đời còn mơn trớn đôi hồn hoa. Ai đâu hay được biết được tình yêu, sợ không dám yêu mà nhớ thương nhiều. Thương quá trời. Ai ngơi khi mùa đông qua, cô đơn tâm hồn buốt giá, nhớ hỏi lòng phải chăng người yêu. Yeah, lên một tầng. Dễ thương không chị Mai Lê Quyên? Bản nhạc rất là dễ thương. Chị biết bản nhạc này không? Biết. Bài này hát điều này rất là hay. Biết làm sao định nghĩa được tình yêu, lòng yêu thì cho mà đâu biết nhiều. Yêu như khung trời bao la,
yêu trong như dòng suối vắng, hay yêu là yêu cay đắng. Ngắt nụ hoa vàng biết rằng mình yêu, đừng đi vào yêu mềm hơn nắng chiều. Anh ơi đêm nào vắng gió, đôi tim non vừa mơ ngó, nhớ hỏi lòng phải chăng vừa yêu. Yêu phải chăng rất mộng thơ, tìm không thấy nhưng không xóa mờ. Yêu phải chăng là hương gió, tình yêu sợ không dám yêu mà nhớ thương nhiều. Anh ơi khi mùa đông qua, cô đơn tâm hồn buốt giá, nhớ hỏi lòng phải chăng vừa yêu. Yêu là mộng mơ, điệu này hay chứ lắm. Điệu này như sao mà như swing hay không anh Trần Thiệp? Tự nhiên mình thấy nó lân 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 không chị? Đúng rồi, cái điệu cảm ơn là... cảm ơn Mai Chí Dũng. Rất là các bạn ơi, anh Mai Chí Dũng đàn rất là hay. Các bạn nào mà cần một one man band, mà cần một cái người mà đàn mà giỏi như vậy phải gọi cho anh Mai Chí Dũng nha. À, còn cái bạn mà muốn có âm thanh ánh sáng mà rực rỡ mà hay như thế này thì cũng phải gọi cho anh Richard Long. À, đúng rồi. Thật ra chúng đây chúng ta. Nhưng mà Mai Chí Dũng không phải là em Mai Lệ Quyền đâu nha. Mai Lệ Quyền, Mai Chí Dũng của là ba tên đó nha. Rất là vui. À, cảm ơn Mai Chí Dũng cho bản nhạc này. Mỗi lần là em hát loại giờ hát cái nhanh này lắm. Hay ghê. Nhưng mà cái này mình hát nó cái đúng lãng rồi. Mạn trữ tình rất đúng là vui. Rồi. Các bạn ơi, các bạn thấy nghe âm thanh mình bên hai có được không? Âm thanh đó mà các bạn cho ý kiến nha. Âm thanh ánh sáng mình mỗi một ngày. Ô có người khen này nè, chị Mỹ Hoa nói rằng là âm thanh ánh sáng rất hay và đẹp tuyệt vời. À, cảm ơn anh Richard Long. Bài hát yêu rất là dễ thương với tiếng hát của Mỹ Lan. Em cảm ơn chị. Rồi, Trâm Đỗ nó là thả tim cho chị nè. Thank you mọi người. Kim Kim nó hay quá chị ơi. Kim Cương nói rằng là yêu tuyệt vời lắm chị gái của em ơi. Thả tim cho chị yêu nè, chụp. Thả rồi mình chụp, chụp tim liền nha. Cảm ơn các chụp bạn rất rớt, là nhiều. Trần Thiện chụp. Dạ đây, thả tim cho các bạn này nha. Rồi, Kim Kim nói là sân khấu hôm nay đẹp lắm, âm thanh và ánh sáng tốt. Wow, Raina khen. Tại vì chị biết hôm bữa nay á, là em mới điều chỉnh lại cái âm thanh nữa. Tại vì cứ mỗi một lần mà show show á, là em và anh Long cũng tội lắm. Cứ ngồi, hai vợ chồng cứ ngồi xem. Xem rồi mình có phải tìm ra làm sao cho nó hay hơn. Thì em hy vọng rằng là ngày hôm nay cho nó hay hơn là những lần trước. Em cũng so lucky đó. Vừa có ông xã, nghĩa là bá nghệ như vậy. Rồi, rồi. Lại... còn có bên cạnh có Trần đó, Thiện. Đó, anh Trần Thiện là... Em biết anh Trần Thiện là lúc anh Nhật Trung còn sống. Dạ. Mà anh Trần Thiện là cái người mà đạo diễn cũng như là quay những cái karaoke, những cái phim cho anh Nhật Trường em. Rồi sau này khi mà anh Nhật Trường mất rồi, anh em vẫn lui tới với nhau, rất là thân thiện. Và đó là lý do mà anh đã không có ngại tất cả mọi người đến đây đều giúp đỡ cho em để thực hiện chương trình này. Đúng bằng rồi. Cái lòng thương mến. Thành ra không có các anh, các chị, em không thực hiện được. Mà cũng không có quý vị và các bạn để mà hưởng ứng chương trình này thì chương trình này không được lâu dài. Thành ra một lần nữa mời quý vị đón xem hàng tuần thứ hai lúc 7 giờ tối giờ miền Nam California, giờ miền Đông sẽ là 10 giờ tối, ở bên Việt Nam thì sẽ là 9 giờ sáng thứ ba, và ở bên Úc là 12 giờ hay là 1 giờ 2 giờ trưa bên Úc Châu. Chết rồi, phát nhiều chỗ quá mà Mai Lệ Quyền hát không nổi như vậy. Trời ơi, bữa nay nhiều người ta khen lắm, chị đừng có ngại. Đây là chương trình mình vui lắm nè. Trầm Hương nói rằng là giọng nói của chị dễ thương quá chị Mỹ Lan ơi. Cảm ơn mọi người. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người nha, đã thương mến chương trình này và nhớ thương Mỹ Lan, thương chương trình này của anh Nhật Trường. Nhớ share ở trên Facebook và đặc biệt là bên YouTube mình hãy
hãy subscribe để mà cho nhiều người biết đến nha. Rồi bây giờ mình trở lại anh Đào Anh Tuấn đi. Anh Tuấn ơi, bây giờ mình hát cái bản nhạc gì đây nè? Nãy giờ ai cũng khen giọng anh là trời rất là pro luôn đó nha. Vâng, xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn quý vị đã dành cho những lời khen cho Đào Anh Tuấn. Quý vị đã nghe những dòng nhạc lính của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh Nhật Trường đã viết lên ở đây thì không ai có thể mà không yêu được nhạc lính của Trần Thiện Thanh. Thì trong cái tình lính, trong tình yêu, trong những sự lãng mạn của Nhật Trường thì quý vị cũng sẽ được, tôi xin được phép gửi tặng cho tất cả quý vị một bài hát cũng thật dễ thương của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh Nhật Trường, nhạc phẩm mang tên Chuyện Hẹn Hò. Vâng, chúng ta Chuyện Hẹn Hò. Bài này cũng rất là hay. Bản nhạc này nè, Rồi Milan cũng rất là thích. Chuyện Hẹn Hò. Cái bài Chuyện Hẹn Hò này nó giống như là ngày xưa trong cái bài thơ đó chị. Bài thơ mà anh Nhật Trường viết cho bản nhạc cũng rất là hay. Mời quý vị cùng nghe Chuyện Hẹn Hò với tiếng hát của anh Đào Anh Tuấn. Mời quý vị. Nhạc phẩm này chắc là gửi tặng đến cho tất cả các bạn nào đang yêu, đã yêu, sắp sửa yêu. Và chúng ta chắc chắn là có những buổi hẹn hò, rồi giận hờn vu vơ, mong cho tình yêu mãi thấp cánh bay cao, vẫn mãi bên nhau nha. Và bài hát này chắc chắn là cũng tặng cho những người bị lỗi hẹn buồn lắm. Nhưng mà trong tình yêu mà không có hờn giận, không có lỗi hẹn thì không phải là tình yêu. Đúng rồi. Thì phải giận thì mấy anh mới là hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Gió hiu hiu lòng bỗng nghe lặng thêm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc ăn. Em không lại anh nhiều lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều nay rồi lại không thấy em. Áo ai bay hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu. Em mới yêu lần đầu, anh đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm dài nhân. Chắc tại mưa rơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em tôi. Hay tại ngày hôm kia em giận khóc, ăn vụng về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn trời chuyện mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn ngàn kiếp tới nay, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ mong chờ ai. Anh đặt những cái lời sao mà hay thấm thiết hả? Rất là tình. Chị rất thích những cái lời mà những cái bài anh đặt. Hẹn chiều mai rồi lại không thấy em. Áo ai bay hờ hững đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu. Em mới yêu lần đầu, anh đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm dài nhân.
chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em tôi, hay tại ngày hôm kia em giận khóc ăn vụng về quên lau mắt thu mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn trời chuyện mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe chờ mong, chuyện tình yêu muôn ngàn kiếp tới nay, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ mong chờ ai. Chuyện tình yêu muôn ngàn kiếp tới nay, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ mong chờ ai. Wow, hay quá. Người nói anh nè, Tiffany nói rằng là ca sĩ Đào Anh Tuấn là cựu quân nhân phải không? Anh hát nhạc Trần Thiện Thanh rất là hợp. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Anh là cựu quân nhân chứ? Anh là, dạ vâng. Nãy khúc đầu anh có nói, anh có giới thiệu anh là một người cựu quân nhân, anh là thuộc về binh chủng không quân. Wow, trời, em nghe nói chị Mai Lưu Huyền, mấy người mà binh không quân ngày xưa là đắt đào lắm phải không? Bay bướm lắm. Tại sao chị nói vậy? Bay đi bắt buôn bướm. Có không anh Tuấn? Cái đó cũng có mà cũng mệt lắm. cũng tùy nhưng mà ta chị nghĩ đi, ngày xưa đó người lính không quân á là phải tuyển chọn đúng không, là ngày xưa hình như là phải cái phân một cái chiều cao. Yeah. Phải chiều cao bao nhiêu này kia, thành ra là một cái dáng người và tiêu chuẩn, thành ra làm sao mấy cô không yêu cho được phải không chị? À. Đâu có phải cao là mới yêu đâu em. Không, nhưng mà cái hình bóng, cái hình anh chị đang nhấn anh quay hùng cao hả? quay hùng nhìn cao ráo đẹp trai. Có một điều là anh em chúng tôi đó là hay bị bầm mình, là bầm mẩy lắm. Dạ. Hay bị ngắt nhéo đó. Sao vậy? Là vì nhiều lúc mình không muốn nhưng vẫn phải bị các cô cứ thích ngắt, đi ngang ngắt cái vùng đó. Dễ thương quá hả? Vâng, giống như mình đang thấy nít mình thương mình nựng vậy hả? Đúng rồi. Dạ, cái này nựng kiểu này hơi đau rồi nha chị Mai Lê Quyên. Đúng rồi. Nhưng mà chị Mai Lê Quyên, chị là đi tiền đồn nhiều, chị là thích lính, chị đi hát cho lính nghe. Nhưng mà chị có chị thích về cái người lính nào? Nhiều quân binh chủng khác nhau, và theo chị là cái hình ảnh người lính của binh chủng nào là chị thích nhất? Nói về binh chủng thì chị thấy người nào cũng oai hùng hết em ơi. Nhưng mà cũng phải yêu không, một thứ bên một hải quân cũng dễ thương hay cũng đào quá. Là, dạ. Hình như là chị Mai Lê Quyên thích binh chủng dù hơn. Dạ, cái nào cũng thích hết. Không. Thấy những bài hát của chị là toàn là dù với anh. Dạ. Nhật Trường, toàn là những bộ lính dù lên điểm rồi. Không có đâu rồi. Anh lính nào. Ngày xưa em nhớ là chị Mai Lê Quyên hay hát cái bản nhạc ngày xưa hát chung với lại chú Hùng Cường là lính dù lên điểm nè. Dạ. À, cũng mà nói tại sao chị dù... Mai Lê Quyên mà lại chú Hùng Cường là sao vậy? Tại ngày xưa chị biết không? À. Tại vì nó coi như thế này nè. Là tại vì ngày xưa đó, hồi mà chú Hùng Cường chưa có đi ra ngoài hát tân nhạc, thì chú là từ trong ngành cải lương. Yeah. Ngày xưa là chú hát từ trong đoàn cải lương Kim Trung. Oh, mà mẹ của em á, ngày em cũng có tâm sự là mẹ của em ngày xưa đó là bà, là ngày xưa là bà ở trong đoàn hát Kim Trung, đoàn cải lương Kim Trung từ miền Bắc vào. Rồi khi mà 54 chưa đôi đất nước thì mẹ em rồi cái người chị gái là bác gái Bắc Hải cũng bị kẹt lại tại miền Nam đó. Rồi thành ra là biết chú Hùng Cường từ trong đoàn cải lương đó, là tại đó em cứ vô trong đoàn Kim Trung chơi coi, hoài à, coi hát cải lương mê chùa lắm, tại mẹ em làm ở đó, thật ra quen gọi là ngày xưa nha, em còn kêu là bố Hùng Cường nữa. Là tại sao? Tại vì lúc đó em nhớ là em còn nhớ qua một kỷ niệm nha, công nhận nhanh tướng em còn nhỏ em quên hết trơn à, mà sao em nhớ qua một cái kỷ niệm này nè các bạn. Mỹ Lan nhớ là lúc mà vô trong đoàn Kim Trung, chị nhớ có bàn thờ tổ không? Uh-huh. Em nhớ ở trong hậu trường có một cái bàn thờ tổ lớn lắm. Yeah. Em nhớ lúc mà mẹ em dẫn em vô chơi, thì em vô mà mỗi lần em tới là chú Cường lại ôm em vào lòng, kêu lại đây con, lại đây bố con, lại đây bố Cường. Thì em quen cái tên là bố Cường. Yeah. Thật ra từ đó em cứ mỗi lần em vô là em thích lắm, rồi bố Cường mới lấy đồ ăn á, yeah, bánh trái cũng cũng đem xuống cho em. Thật ra anh mê lắm. Thật ra suốt ngày là cứ nhớ tới bố Cường là cái kỷ niệm trong đoàn Kim Trung. Nhưng mà Mỹ Lan quên rồi, mẹ của Mỹ Lan đó
là ngày xưa vẫn làm ở đấy như khách sạn cho chị Huyền. À, mà em cũng làm, tại sao này mẹ em đi theo đoàn cả. Mẹ em có đoàn vũ. Đoàn múa Ánh Tuyết. Mẹ lúc em đó cũng... sau này khi mà mẹ em không làm đoàn Kim Trung nữa thì mẹ em mới hợp tác với lại Vũ Sư Ánh Tuyết là mẹ của anh Nguyễn Hưng đó. Đúng rồi. Đó là lý do mà em nói hồi nhỏ em với là anh Nguyễn Hưng là đi hát chung với nhau là vậy đó. Hồi nhỏ là bác Anh Tiến cũng may đồ cho em rồi đi hát Hùng Cường mà liền vui lắm. Em hồi nhỏ mấy những bài gì chị Quyền hát là em hát hết á. Hồi đó mê hay lắm. Hay quá. Vậy là Mỹ Lan là bá nghệ. Dạ vâng, vui lắm. Thành ra là đó lý do mà tại sao tới bây giờ em vẫn kêu là chú Hùng Cường. Đúng là phải kêu là bố Cường. Là có những cái kỷ niệm hồi còn nhỏ. Thôi bây giờ chắc là mình còn nhạc phẩm gì để gửi đến ta? Chắc là mình gửi thêm bạn nữa. Như anh còn món nhạc nào, chị Quyền còn bài nào nữa không ta? Hết hả? Mình còn một bài để kết đi. Chị hát mời bài gặp nhau làm ngơ. Đó, đúng rồi. Thôi để kết đi. Nhưng mà anh Cường hát thêm hát anh Tuấn hát một bài Qua Trinh Nữ đi. Đúng rồi. Anh đã chuẩn bị những nhạc phẩm này rất là hay. Nhiều người nói rằng là chuyện hẹn hò với tiếng hát rất là truyền cảm của anh Đào Anh Tuấn là hay lắm anh Tuấn ơi. Ai cũng khen anh Tuấn hết. Hay lắm anh Tuấn ơi. Rồi ai cũng khen hết. Anh Đào Anh Tuấn hát chuyện hẹn hò hay hay quá đi. Mỹ Lan ơi, phỏng vấn chớp nhoáng anh Pilot ấy đi bạn ơi. Đây này nãy giờ phỏng vấn nãy từ đầu giờ đến cuối giờ. Từ đó này nhớ là đó phỏng vấn ảnh lòi ra là bị ngắt nhéo nhiều lắm. Hồi đó là chắc là cũng bay bướm dễ sợ. Đã nói là mấy anh bay trên không thì nó cũng bay bướm đó. Thôi anh mắc cỡ lắm, anh coi vậy chứ mà anh rất là ít nói. Nhưng mà thương anh một điểm rằng là chị Mai Quyền, Mai Lời Quyền biết không? Mỗi lần Mỹ Lan gọi anh trong những cái chương trình dỗ nhật trường, anh Tuấn ơi, năm nay tham gia nha. Được em, cũng như đây, anh Tuấn ơi, hát chương trình dòng nhạc Trịnh Tịnh Thanh với em, có chị Mai Lệ Quyền nữa. Ok luôn, mà chị biết không, anh phải xin nghỉ làm đó. Ôi dồi, dạ bên nay là ngày thứ hai. Đáng lẽ là em giờ làm... mà còn đi làm là hay quá. Đi làm mà anh bảo rằng là đúng ra là anh nghỉ ngày chủ nhật mà trước đây mình định làm ngày chủ nhật. Nhưng mà các bạn biết hôm không thể làm ngày chủ nhật được là tại vì bây giờ đã mở cửa trở lại, hầu như là những cái sinh hoạt tại Mỹ đã muốn trở lại bình thường. Đúng rồi. Mà Mai Chú Dũng lại bận đi show nè, rồi những ca sĩ mà mình muốn mời đến lại bận đi show. Thành ra em nói thôi bây giờ mình anh Long với bạn em thôi fix luôn cái ngày thứ hai đi. Đúng trước rồi. Đêm làm thai. Phải nhưng mà ngày thứ hai thì anh lại kẹt đi làm. Đầu anh làm ca hai vậy, thành ra anh nói thôi anh xin nghỉ, anh không bỏ. Nó trời em mừng quá, cảm ơn anh rất là nhiều. Thế bây giờ gửi đến cho khán giả của chúng ta nhạc phẩm Hoa Trinh Nữ nha anh. Dạ mời quý vị cùng nghe Hoa Trinh Nữ. Bài đó một rừng hoang, gió núi theo sáng rũ bụi đường trên vai. Hai bông hoa dại lẻ loi bên đường gọi Hoa Trinh Nữ. Hoa Trinh Nữ không mặn mà bằng nàng hùng kiêu xa. Hoa đâu dám khoe màu cùng nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn. Nhưng Hoa Trinh Nữ đẹp tựa truyền tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân, vua sao xuyến tâm hồn mời nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng. Lên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ăn sao. Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường,
như yêu một loài hoa trên vùng đã xoài buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiểu hoa, không nện gươm không cung son, tôi chỉ là người lính xa nhà. Thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay, lãng ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy, cài then cùng ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương, quân vương giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng nhớ người thương. Và mơ ước mai sau khi tan giặc rước vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một căn chín nữ thôi. Có ai hỏi tôi hoa nào đẹp nhất, tôi xin trả lời chỉ có một loài hoa thường sống trên vùng khô cằn sỏi đá, hoa chim nữ. Dễ thương quá. Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đã khỏi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiểu hoa, không nện gươm không cung son, tôi chỉ là người lính xa nhà. Thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy, cài then cùng ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương, quân vương giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng nhớ người thương. Và mơ ước mai sau khi tan giặc rước vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một căn chín nữ thôi. Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một căn chín nữ thôi. Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một căn chín nữ thôi. Rồi ngày mai cái diễn đàn hay quá. Hay nó làm cho mình hát hay hơn Phạm Anh Đồng tướng. Cảm ơn anh Tiến Dũng nha. Chị Mai Lê Quyền thấy ảnh hát giống anh Nhật Trường đây nè, nhiều người cũng khen nè. Đúng rồi, gương nhiều bài hay quá. Giọng hát của chú rất là khỏe, rất là tuyệt vời. Chúc chú thật nhiều sức khỏe và an lành. Xin cảm ơn. Rồi Rena Quỳnh nói thả tim cho anh nè. Cảm ơn. Trăm Độ nó là rồi Rena nói là hôm nay lần đầu tiên Rena và ông xã vào xem chung với nhau đó, chứ mỗi một lần là Rena chỉ xem một mình thôi. Rồi mỗi tuần là nhớ đón xem đó nghe. Rồi Tuyết Anh nói là hay quá, giọng mạnh khỏe của chú nhanh, nghe giống như là Trần Thiện Thanh quá chị ơi. Wow. Nghe cái ngưỡng của anh Nhật Trường. À có Đen
Danny, Danny con trai em nè. Danny đang vào xem mẹ hát vậy nè. Vậy hả? Danny bên Canada. Oh yeah yeah. Con trai lớn của em đó. Hi Danny. Rồi. Maika nói là hay quá chú ơi, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn Maika. Chú chưa có retire mà lo gì. Ngọc Ly nè, Ngọc Ly nói rằng là ôi cô Mai Lệ Huyền thần tượng của em khi em còn nhỏ, 7-8 tuổi đã mê cô hát rồi, nhất là hát với chú Hùng Cương. Trời ơi chị còn mê mà, fan cái chị đó. Kim Kim nói rằng là nghe hoài vẫn hay, nhạc phẩm anh Nhật Trường cứ nghe đi nghe lại hoài vẫn hay. Phong phú lắm, dạ. Phong phú lắm. À, Trần Hương nói hay quá, Kim Cương nói là quá tuyệt vời lắm anh ạ, à. Hoa Trinh Nữ nghe quá tuyệt vời, hay nhất là anh đệm lời vô nghe như là thỏa thẻ với người yêu vậy, à, thích thật. Những cái câu này đó là ngày xưa anh Nhật Trường cũng nói nè, phóng anh tới. Cứ mỗi một trước một cái bài hát thì anh thường đặt ra những cái câu nói dẫn vào đó rất là dễ. Mà Mai Lệ Huyền nghĩ rằng anh phải đam mê cái loại nhạc này lắm, anh mới hát nó ước á. Mà nó tình cảm như vậy. Đúng như vậy. Phải là đam mê mới hát hay. Đúng rồi. Mà em đã biết anh đàn tướng này cũng rất là lâu lắm rồi. Thật sự mình biết nhau từ bên Việt Nam. Anh cũng làm đoàn Kim Cương. Ngày xưa anh làm trong đoàn kịch Kim Cương luôn đây nè. Đây là đoàn Bông Hồng. Ủa? À, ông làm kịch hả? Kịch bên hông cũng hát. Anh hát cũng là đóng kịch trong anh. Hay đóng kịch anh? Đóng anh, kịch anh Tuấn, anh đóng kịch là anh hát ở trong đoàn Kim Cương. Đóng kịch luôn, anh là kịch sĩ luôn á. Kịch sĩ luôn, ồ, hay quá hả? Nói thiệt á, nãy giờ đó anh hát nghe thì rất phê, mà Mai Lệ Huyền nhìn anh Trần Thiện cũng phê luôn. Mai Lệ Huyền nhìn Trần Thiện quá phê, mà Mai Lệ Huyền nhớ tới Sơn Ca. Mỗi lần Sơn Ca mà qua đây đó là nói trời đất ơi, cái ông Trần Thiện mỗi lần em gặp ổng là em cười. Tại sao? I wanna know. Đó. Sơn Ca đang ở bển đang nghe, dạ, phải không? Dạ vâng. Sơn Ca kỳ tới qua nhớ kêu chị Huyền nha. Dạ vâng, chị chắc Huyền chắn. Mời ông Thiện tới. Đây nè, Lenny nói rằng là nghe anh hát nhớ người nhạc sĩ tài hoa Trần Thiện Thanh mà tôi đã một thời yêu mến ngưỡng mộ, và giọng hát của anh mãi mãi trong trái tim của tôi. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều vẫn nhớ về Nhật Trường. Và hãy thắp một nén hương lòng, 13 tháng 5 này là ngày giỗ của anh 16 năm. Thành ra em là... ơi, mà chị Huyền thắc mắc á. Chuyện gì à? Không biết là em cầm nắm ảnh đặt được bao nhiêu bài nhạc anh. Không thể chị, đếm được. Anh bảo em là nếu mà ảnh trộm khoảng từ 300 đến 400 bài. Wow. Anh đã sáng tác từ lúc mà anh tôi còn trẻ, từ khoảng 300-400 bài. Trời ơi, mà cái lời ở đâu mà nó phong phú mà nó rất là... Nếu như mà chị có thời gian, hoặc là các bạn, quý vị mà có thời gian, hãy theo dõi lại cái chương trình của mình. Ở trong cái chương trình này thì em thường thường anh Long ảnh khách ra từng bài. Thì em cố gắng giới thiệu những sáng tác mới. Vì có những rất là nhiều sáng tác của Trần Thiện Thanh tại hải ngoại. Nhưng mà 20 mấy năm, anh qua năm 93 mà bây giờ cũng đã 20 mấy năm rồi. Đúng mà rồi. Hầu như những tác phẩm của anh người ta không biết thì đúng hơn. Đúng rồi. Thành ra em rất là mong là thường trong những cái chương trình em hay hát những cái tác phẩm mới của anh. Viết về đời lính cũng có, viết về cho thân phận cũng có, viết cho tình yêu và tuổi trẻ cũng có. Thì em hy vọng rằng là sẽ cố gắng hát một vài bài mới để mà lưu lại cho thế hệ sau này. Wow, 300 mấy chục bài mà bài nào cũng cái lời là... chị nghe cũng phê hết. Cũng để tâm sự với Mỹ Lan, với chị Mai Lệ Huyền, cũng Trần Thiện, cũng như Long và anh Dũng. Cái kỷ niệm của tôi và anh Nhật Trường khi mà, bởi vì tôi rất rất yêu mến anh Nhật Trường, và tôi cũng được dành được tình thương của anh dành cho tôi. Khi anh mất thì tôi không có bên Mỹ, tôi lại về Việt Nam. Tôi nghe tin cáo phó thì thực sự tôi bật khóc. Nhưng mà ngộ lắm quý vị, trên con đường từ Đà Lạt tôi trở về lại Sài Gòn thì tôi vô tình tôi vào viếng một cái chùa, thì tôi giật mình thấy bức hình của anh để trong đó. Dạ vâng. Vâng. Tôi đứng mà tôi nghĩ là tôi sững sờ. Liêm người lộn hả? Mà tôi nghĩ rằng là đây là anh dẫn dắt tôi đến gặp anh. Wow. Đó là những kỷ niệm. Và thật sự mà tôi nói, tôi khóc rất là nhiều khi nghe tin anh ra đi. Dạ vâng. Đó là lúc mà anh Nhật Trường qua đời đó chị Mai Lệ Huyền. Thì thể ta giờ là cái tâm nguyện của mẹ ảnh lúc còn sống. Thì bà lại muốn rằng là đem cái trò
cốt của anh đem về Việt Nam. Thành ra là khi mà đem về Việt Nam thì bà mới để vào trong chùa. Tại vì ở Bảo Lộc, bà ở Bảo Lộc. Nhưng mà bây giờ thì bà cũng đã mất rồi. Đa Vân thì gia đình chỉ còn mấy chú mấy cô ở bên Bảo Lộc thôi. Thấm thoát cũng 16 năm, cứ mỗi lần nhói tới những cái kỷ niệm đó là em thấy rằng là mới như ngày hôm qua thôi. Thì vậy mà cũng đã 16 năm rồi. Hy vọng rằng là anh có linh thiêng và anh luôn ở đồng hành cùng với gia đình. Chỉ mất một điều mong muốn rằng là anh phù hộ cho con. Con năm nay nó 19 rồi. Chị thấy cháu Chí giờ nó 19 tuổi, nó lớn lắm rồi. Nhưng mà cũng là để cho giúp em để mà gìn giữ được cái dòng nhạc này. Tại vì em thấy rằng là những người nhạc sĩ qua đời, nếu mà mình không có hát hay là mình không có nhắc nhớ thì dần dần người ta cũng đi vào quên lãng. Đúng rồi, anh phải về phù hộ. Mà nhất là cho tất cả các nghệ sĩ như Mai Lệ Huyền ngày hôm nay bệnh đó mà hát nhạc anh không được đó, là anh phải ráng đó nha. Nói em muốn khóc. Anh có trách nhiệm á. Thật ra em cũng rất là xúc động. Có mỗi lần mà nói về những kinh nghiệm với anh thì cũng cảm ơn anh Long. Anh tuy là người đến sau nhưng mà anh vẫn lo cho cái chương trình của em rất là chu đáo. Và anh bảo rằng là ô, nhạc của anh Nhật Trường là quá hay. Và anh Long anh là sống ở Mỹ nhưng mà anh chưa có biết anh Nhật Trường nhiều. Nhưng mà anh qua biết được nhiều người, bao nhiêu người thương mến dòng nhạc Trần Thiện Thanh. Anh đã tìm hiểu và anh cảm thấy rằng anh rất là ngưỡng mộ. Và anh cảm thấy rằng là wow, phải làm một cái điều gì đó cho anh Nhật Trường. Và anh đã cùng với em, cùng với gia đình để mà gìn giữ cái dòng nhạc này. Hy vọng rằng là còn sống được ngày nào thì Mỹ Lan sẽ gìn giữ được cái dòng nhạc này đến ngày đó. Yeah, you're so lucky. Vâng, thôi bây giờ chúng ta đến đây là đã, chúng ta phải tạm chia tay rồi. Quý vị và các bạn ơi, Mỹ Lan cũng rất là nhiều người comment vào nha. Quý Huỳnh nói là thương chị Mai Lệ Huyền, yêu chị Mỹ Lan thêm, quý anh Đào anh Tuấn cùng toàn thể nhân sự nè, ban nhạc nè, vân vân, đã tạo nên cái buổi trực tiếp ngày càng khoe sắc rồi lộng lẫy và vươn xa. Thân mến, dài lên trong gần gũi, từ đây hẹn không xa rời. Vâng, các bạn đừng xa rời chương trình này nha. Con trai nè, con trai của em mấy lần cũng qua đây hát. Anh Tuấn nhớ những cái ngày giỗ của bác Nhật Trường, nó là nhiều kỷ niệm quá trên sân khấu với Mom. Cứ mỗi năm là cháu nó từ Canada qua đây hát chung với em trong chương trình. Vậy đó. Thành ra năm nay là vì đại dịch không làm gì hết. Cảm ơn con, vẫn còn nhớ tới những kỷ niệm với bác Nhật Trường. Trần Minh Quang, hai trái tim vàng nhất, number one cô Mai Lệ Huyền. Thank you. Anh Tuấn hát nhạc phỏng qua trên nữ rất là hay. Nghe anh hát nhớ người nhạc sĩ tài ba này. Rồi thôi bây giờ chắc là đến đây mình phải tạm chia tay rồi. Quý vị và các bạn ơi, một lần nữa xin lỗi quý vị và các bạn, chương trình hơi bị gián đoạn trong chút xíu. Nhưng mà rất là may mắn là chúng ta vẫn tiếp tục được livestream. Và nhớ đón xem kỳ tới tập 37 với sự xuất hiện của nam ca sĩ Đăng Vũ và Kiều Mai Anh. Hai tiếng hát trẻ nha, tập 37. Thôi bây giờ em mời chị Mai Lệ Huyền chúng ta đưa tiễn mọi người, chào tạm biệt mọi người với một tác phẩm Trần Thiện Thanh nha. Thôi chị Mai Lệ Huyền gửi lời chào đi trước khi mình chia tay. Mai Lệ Huyền xin kính chào tất cả quý vị và rất là mong có một dịp nào khỏe mạnh trở lại đây để được hứa rồi nha. Cho quý vị gặp gỡ. Rồi anh Đàn Tuấn. Cảm ơn quý vị. Đàn Tuấn xin kính chào tất cả quý vị và cũng rất chân thành cảm ơn quý vị đã gửi lên những lời thương yêu và lời khen tặng với Đào Anh Tuấn. Xin lời chúc sức khỏe cho tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin lời chúc an lành và sức khỏe với tất cả. Dạ vâng, rồi bị chúng ta chào tạm biệt với một tác phẩm Trần Thiện Thanh, Gặp Nhau Làm Ngơ. Vâng, một lần nữa mời quý vị và các bạn đón xem kỳ tới tập 37 với tiếng hát của nam ca sĩ Đăng Vũ và Kiều Mai Anh. Nhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường kẻ trước người sau. Chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình. Chàng làm như vô tình, thật thơm khi đêm sang đón đón đông đưa. Giờ nàng đã ngủ chưa, đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Con suy tư thao thức thêm bừa, chàng đẹp biết
thầm nhìn nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đuổi hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sâu. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Vâng, xin nàng Mai Trí Dỗ. Đường kẻ trước người sau, chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhà tên. Nàng làm như vô tình, gái đoan trang dễ đâu làm quen. Lối đi qua nhà em, nghe nồng nàn mùi dạ lý thật thơm. Khi em đêm sang đom đóm đông đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Còn suy tư thao thức đêm mưa, chàng bèn viết lá thư. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận nhưng mà làm thêm. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thương thầm nhìn nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đổi hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sâu. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ.